Hello, hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Lại là quà vô cực của các bạn đây. Các bạn ơi, hết mùa đông rồi sẽ đến mùa xuân, sắp sửa sang mùa hè rồi đó. Chuẩn bị sắm quần áo mùa hè và đi tắm biển thôi nào anh em ơi. Tắm biển mà tao nói sóng đánh tuột quần chắc cũng phê phết các bạn ha. Bonus thêm là cái độ nhạt của cái con rời nữa. Trời ơi, cũng chỉ có thể ngâm mình trong biển thì mới hết thôi. Đôi khi những con sóng đánh tuột quần này lại có một kế hoạch khác. Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Từ đâu thì không biết nữa các bạn, chỉ biết là cùng quà vô cực tôi khám phá ngay và luôn những thứ bí ẩn và cực kỳ lạ được tìm thấy trên bờ biển các bạn nha. Vô. Thứ nhất, sinh vật lắm lông. Cảnh báo, video này có thể làm cho các anh em sợ hãi thực sự đó. Sống đến hơn 20 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một sinh vật tao nói trắng toát lại còn lắm lông như thế này luôn các bạn. Theo trang Fox News đã đưa tin, vào cuối tuần nọ, sinh vật khổng lồ này đã trôi dạt vào bờ biển thị trấn San Antonio, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines. Tôi đã hóng hớt được rằng con quái vật dài khoảng hơn 6 mét, toàn thân bao phủ bởi một lớp lông dày cả tảng. Rất nhanh chóng, sinh vật này đã thu hút các anh chị tò mò liền. Người dân thi nhau đến chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Người ta đã gọi sinh vật biển này với cái tên là Clubster. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cái loài này trôi dạt vào bờ biển đâu các bạn nha. Trước đó nè, ngày khoảng tháng 2 đó, năm 2017, một sinh vật tương tự cũng đã đổ vào bờ biển Philippines ngay gần quần đảo Dianagat. Cũng giống như con Clubster mới này, sinh vật lần trước cũng dài khoảng 6 mét, nặng 180 kg, sở hữu một mái tóc dài màu trắng cực kỳ sushi. Điều đáng sợ nhất là cái xác này phát ra một cái mùi khí cực kỳ là hôi thối và khủng sực khiếp luôn, như đến từ người ngoài hành tinh đó trời. Các nhà khoa học lại cho rằng đây có thể là xác của một con cá voi loại nhỏ hoặc là con lợn biển. Thế nhưng thì cho đến giờ thì vẫn chưa có thông tin chính xác nào hết trơn á. Các bạn ơi, các bạn nghĩ đây là con gì? Comment ngay và luôn chia sẻ với tôi nha. Thứ hai, quái vật biển khổng lồ. Trời ơi, thật sự kinh dị ấy chứ. Thế nhưng các bạn nghĩ cái tấm bạc ni lông khổng lồ trôi lềnh bềnh như thế này là cái gì vậy? Đó là một sinh vật biển dài đến tận 15 mét luôn đó. Chuyện là một ngư dân 37 tuổi tên là Asro Tuanakota trong một lần ra biển đã trông thấy một thứ kỳ lạ. Ban đầu anh đã nghĩ là có lẽ mình đã phát hiện ra một chiếc tàu mắc cạn. Đến khi mà nhìn gần thì mới thấy là ôi dồi ôi, hú hết cả hồn luôn. Trời ơi, cái xác chết thối rữa giống như một con vật khổng lồ vậy đó. Máu của nó tràn ra, nhuộm đỏ các vùng nước xung quanh. Thế nhưng vẫn không ngăn được người dân địa phương đến gần xem và chụp choe. Ông George Leonard, nhà khoa học trưởng thuộc nhóm Ocean Conservancy Mỹ đã nhận định cái xác chết thối rữa có thể là một con cá voi tắm sừng đang dạo trên biển mà gặp con này. Trời đất ơi, đúng là chỉ có nước chảy té khói luôn chứ mà chụp cái gì nữa, đúng không mọi người? Thứ ba, răng cá mập cổ đại Megalodon. Quái vật Megalodon siêu khổng lồ đến đây. Trời ơi, Megalodon là siêu cá mập đã từng thống trị đại dương trong suốt 13 thiên niên kỷ trước khi chúng trở nên hiếm dần rồi biến mất vào 2,6 triệu năm về trước. Răng của Megalodon thường xuyên được tìm thấy ở bờ biển Nam Carolina ở Mỹ đó các bạn ạ. Chiếc răng mới nhất được phát hiện thuộc về cá mập cổ đại này, dài tới 14,6 cm, nặng 450 gram. Đấy. Một kỷ lục khác không chính thức vì chiều dài của răng cá mập Megalodon cổ đại là 16,5 cm. Nó đã được bán đấu giá và được trưng bày tại bảo tàng. Nguyên cái răng thôi mà đã to như thế lòng bàn tay của người ta rồi, thì chứng tỏ con quái vật này thực sự rất khủng khiếp đó các bạn ạ. Thứ tư, thùng container. Vào tháng 1 năm 2007, tại bờ biển Branscombe tại Devon, Anh bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng luôn các bạn khi hàng trăm tấn hàng hóa từ các tàu chở hàng Napoli bị đắm trôi dạt vào bờ. Rồi thế này thì khác gì lọc từ trên trời rơi xuống đâu đúng không? Rồi sướng phải gọi là ôi dồi ôi luôn á. Vâng, khi đó người dân hiếu kỳ đã kéo đến quan sát. Rồi như một lẽ tự nhiên luôn các bạn ha, người ta thi nhau hôi của trời ban rồi. Người nhặt được vài thùng rượu, người may mắn hơn nhặt được cái chiếc xe mô tô phân khối lớn nữa cơ đấy. Vậy mà thay vì phải đi cướp ngân hàng 3 tỷ như một ông anh nào đó để mua xe, thì người ta quả thật là số dách các bạn ha. Thứ năm, cây đàn piano bí ẩn.
Những tâm hồn nghệ sĩ đã bỏ quên một cây đàn piano trên bờ biển. Đàn của ai thì nhanh đem về chứ sao để em nó chổng chơi như thế này các bạn ha. Trên một bờ cát ở Florida, ngay gần vịnh Biscayne, một nơi lãng mạn cực kỳ, rất thích hợp để thả hồn vào gió và mây, thì lại xuất hiện một chiếc đàn piano bí ẩn như thế này đây. Sự xuất hiện một cách kỳ lạ này đã khiến cho dân mạng hỏi chấm, đã đưa ra những lời đồn đoán khác nhau. Người cho rằng nó được đặt ở đó để các nghệ sĩ quay video nhạc, hoặc là có thể đây là một kiểu hẹn hò lãng mạn, hoặc cũng có thể đây là một chiêu trò marketing cực kỳ mới. Chưa cần biết hiệu quả hay không, thế nhưng cũng khiến người ta phải chú ý và tò mò rồi đó ha. Dọc bờ biển là khu vực bãi biển dành cho giới thượng lưu South Beach, nơi nổi tiếng với những câu lạc bộ và nhà hàng xa hoa phù phiếm. Hiện nay vẫn chưa ai rõ nguyên nhân vì sao piano lại xuất hiện ở đây các bạn ạ. Và các cơ quan chức năng ở Florida đều phủ nhận trách nhiệm về việc vận chuyển món đồ này. Tội nghiệp thật sự các bạn ha. Thứ 6, xác máy bay thế chiến thứ 2. Rồi, chúng ta cùng nhau trở lại vào mùa hè năm 2008 nha. Một gia đình đang đi nghỉ tại một bãi biển ở xứ Wales, nước Anh, thì tình cờ phát hiện ra xác của chiếc máy bay Lightning B-38. Được biết, đây là máy bay chiến đấu hoạt động trong thời kỳ Thế chiến thứ 2. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì nó đã cạn kiệt luôn nhiên liệu và rơi xuống biển. Việc tìm thấy chiếc máy bay này đã thu hút rất là đông đảo sự chú ý của giới truyền thông nước Anh lẫn Mỹ đấy các bạn ạ. Thứ 7, khối Lego bí ẩn. Các bạn nghĩ sao nếu như một ngày đang đi dạo trên bãi biển thì phát hiện ra một em Lego siêu khổng lồ? Đấy, nhanh trí đem về chơi luôn anh em nhờ. Vào năm 2014, một khối Lego khổng lồ với kích thước lên đến 2,4m đã trôi dạt vào bờ biển Yuhama, miền nam Tokyo, Nhật Bản. Trước đó, sinh vật kỳ lạ này cũng đã từng được phát hiện lần lượt trên các bãi biển cực kỳ nổi tiếng ở Hà Lan vào năm 2007, Brighton 2008 và Florida 2011. Cơ mà rất có thể đây chỉ là một chiêu trò marketing quảng bá tên tuổi của thương hiệu đồ chơi nổi tiếng nào đó thôi. Khó thế cũng nghĩ ra được hả trời? Thứ 8, con mắt khổng lồ bí ẩn. Ôi, ai đó đang nhìn bạn kìa. Ôi, chớp hết các thể loại mắt luôn các bạn. Con mắt này chắc phải to bằng quả bóng luôn á nhờ. Vào năm 2012, một ngư dân đang say sưa làm việc thì hú hết cả hồn hà nhặt được một quả nhãn cầu màu xanh cực kỳ bí ẩn trên bờ biển Pompana, Mỹ, gây xôn xao dư luận luôn. Các nhà khoa học cũng đang ngay lập tức vào cuộc liền. Hình dạng và đặc điểm sinh học của nhãn cầu giống y như mắt của con mực khổng lồ. Tuy nhiên thì cũng có người lại cho rằng nhãn cầu này thuộc về con cá kiếm, vì vốn dĩ mắt mực không phải là màu xanh mà là màu đen. Sau cùng, các chuyên gia cũng đã đưa ra lời xác nhận rằng nhãn cầu xanh khổng lồ trôi dạt vào biển Florida này chính là một con cá kiếm được ném xuống biển. Ở Đại Tây Dương thì hoàn toàn có thể, vì loài này vốn nặng tới 500kg đấy các bạn. Sao thiệt. Thứ 9, hàng nghìn quả trứng phục sinh. Ý, một ông già Noel đã đánh rơi mất tiêu cái túi quà của mình thì phải. Tỉnh dậy sau một cơn bão lớn, các em nhỏ tại Langeoog ở Đức đã thấy tinh thần của lễ hội phục sinh tràn ngập tại đây, sau khi mà vô số những quả trứng phục sinh đã đựng các món đồ chơi đầy màu sắc dạt vào bờ biển này. Cơ mà chúng được cho là đã rơi từ chiếc container mất tích của một con tàu chở hàng, và giới chức đã phải huy động người dân thu gom những quả trứng này trước khi chúng trở thành mối hiểm họa cho các động vật hoang dã. Trẻ em chắc chắn là thích lắm luôn các bạn ha. Thứ 10, cái cây khổng lồ. Gặp thân cây khổng lồ dưới rừng sâu thăm thẳm là điều hết sức bình thường, có gì đâu mà ngạc nhiên. Cứ mà gặp cái thân cây trên cái bãi biển thì nó hơi bị sai luôn nha quý vị. Chuyện là tại bờ biển Lambush, Washington, Mỹ, những người dân nơi đây cũng đã phải kinh ngạc và há hết cả mồm khi trông thấy một cái gốc cây khổng lồ cao ngất ngưỡng, thực sự rất to luôn nha. Mặc dù chưa đo đạc được chính xác, thế nhưng đường kính của nó cũng phải vào khoảng hơn 3m. Với cái bộ rễ thì cực kỳ đồ sộ và siêu to khổng lồ, ước tính thì quái vật cây có thể dài hơn tận 3m. Các nhà khoa học cho rằng gió lớn và thủy triều đã mang con quái vật này đến đây đó. Thực tế thì trên bờ biển Lambush cũng đã có rất là nhiều cây gỗ với đủ loại kích thước từng trôi dạt. Cứ mà nha, cái thân cây này cũng đủ sức mê hoặc bất cứ ai luôn đó các bạn. Tôi cũng tự hỏi là không biết một cơn gió đủ sức mạnh nào đã đưa chiếc thân cây đến đây vậy các bạn. Thậm chí nha, nhiều người còn tổ chức đám cưới cực kỳ lãng mạn trên chiếc thân cây này nữa kìa. Ngày nay Lambush đã trở thành một nơi nghỉ mát vô cùng lý tưởng với nhiều khu resort được xây nên. Những dịch vụ nơi đây thu hút lượng khách du lịch khổng lồ mỗi năm nha. Nếu bạn là con nghiện phim thì sẽ nhận thấy ngay Lambush chính là ngôi làng của bộ lạc Pilati, những người đã từng xuất hiện trong bộ phim Chạng Vạng nổi tiếng đó quý vị. Cũng chính nhờ điều này cũng đã giúp nơi đây trở thành một địa điểm du lịch cực kỳ là nổi tiếng. 11. Bộ xương khổng lồ dạt bờ biển.
quái vật Loch Ness đến đây. Các bạn nghĩ đây là bộ xương của con quái vật nào? Comment ngay xuống đi các bạn, ngay bên dưới phần bình luận nha. Vâng, một bức ảnh được chia sẻ trên mạng thuộc thành phố Aberdeen, Scotland đã nổi lên rần rần với cái dòng caption: vô tình đi ngang qua con vật kỳ lạ này, mọi người nghĩ là giống loài gì nào? Đó, các bạn thấy đó. Trong ảnh là một bộ xương dài chưa rõ hình dạng nằm trên bờ cát. Nhiều người cho rằng nó là một loài sinh vật biển, có thể là cá voi sát thủ hoặc là cá heo. Và thực sự là cũng không ít ý kiến cho rằng nó là bộ xương thuộc về con quái vật Loch Ness, vô cùng là nổi tiếng của Scotland. Cơ mà nha, bộ xương này cho đến nay vẫn chẳng người nào biết nó thuộc cái giống loài gì luôn mọi người. Các bạn thân mến, trên bờ biển quả nhiên là có vô số thứ kỳ lạ thật sự các bạn ha. Bạn nào đã từng nhặt được thứ gì hay ho và kỳ lạ nữa rồi thì nhớ comment chia sẻ với mọi người ngay và luôn bên dưới khung bình luận các bạn nhé. Đây, bây giờ đó là đến chuyên mục khán giả hỏi và du cực trả lời nè. Cùng đọc qua những comment hay nhất trong video trước. Camera vô tình quay lại những khoảnh khắc may mắn và bí thường nhất có 102 của con người. Bạn Hải Hảo đã comment: em học xong là chạy vào xem kênh của anh liền. Kênh của anh làm hay quá. Cảm ơn em nhiều nghe, nghe mà vui quá trời luôn. Nhớ phải học bài đầy đủ xong rồi mới xem nghe. Bạn Bảo Nguyễn chia sẻ như thế này: nghiện khám phá, xem nghiện quá, nhiều thứ bất ngờ đang chờ đợi. Đúng rồi bạn ơi, nhiều thứ hay ho đang chờ đợi để chúng ta khám phá lắm đó nghe. Bạn Cường Ken bình luận: video của chú rất hay, con rất thích, mong chú làm nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn con rất là nhiều nghe. Đấy, ngày nào con cũng xem video của chú là con sẽ đảm bảo là nhiều sức khỏe và luôn luôn tràn ngập niềm vui, nghe không? Cảm ơn các bạn đã cùng để lại comment cho video trước của tụi mình. Đến đây thì video ngày hôm nay của nghiện khám phá xin được tạm dừng nhé. Các bạn ơi, các bạn thấy thứ gì được tìm thấy trên bờ biển là thú vị, kỳ lạ, hài hước hay là kinh dị nhất? Comment cho nghiện khám phá được biết một cái đi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với nghiện khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau nha. Còn bây giờ, bye.